Nối tiếp sau đây là bản tin chi tiết cho phần tin Việt Nam sẽ được mở đầu với Hoàng Quân. Hoàng Quân xin được mở đầu với phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, khu trục Hoa Kỳ thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng ở Biển Đông. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết một tàu khu trục của Hoa Kỳ đã tiến hành hoạt động tự do hàng hải hôm 10 tháng 8 đi vào trong vùng 12 hải lý quanh một hòn đảo nhân tạo do Trung Cộng xây ở trên Biển Đông. Bộ Ngoại giao của Trung Cộng lập tức lên tiếng phản đối hoạt động của tàu khu trục Hoa Kỳ. Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Trung Cộng nói các hành động của tàu khu trục Hoa Kỳ trong Biển Đông vi phạm luật pháp Trung Cộng và luật pháp quốc tế và xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Cộng. Hãng tin Reuters trích lời các quan chức đề nghị không nêu tên nói rằng tàu USS John S. McCain đi vào sát bãi Vằn Khanh ở quần đảo Trường Sa. Trung Cộng có tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam và các nước láng giềng khác trong khu vực. Hoạt động này là hỗ trợ mới nhất chống lại điều mà Washington xem là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm hạn chế quyền tự do hàng hải trong vùng biển chiến lược và diễn ra khi ông Trump đang tìm kiếm sự hợp tác của Trung Cộng để kiềm chế Bắc Triều Tiên. Philippines đã bắt 10 ngư dân Việt Nam săn cá mập lậu tại Palawan. Hải quân Philippines bắt giữ một tàu đánh cá với 10 thuyền viên của Việt Nam cùng với khoảng 70 con cá mập chưa xác định chủng loại bị săn bắt và chứa trên tàu trong vùng biển phía Bắc tỉnh Palawan vào thứ Ba ngày 8 tháng 8. Thông tấn xã Philippines trích thông cáo của Giám đốc khu vực Alizet của Bộ Ngư nghiệp và Thủy sản vào chiều tối thứ Tư ngày 9 tháng 8 nói rằng tàu khu trục PRP bắt giữ tàu Hoa Hương của Việt Nam ngoài khơi cách Malampaya 20 hải lý và cách đảo Tapiotan 32 hải lý trong vùng Bacut thuộc El Nino. Hải quân Philippines đang tạm giữ các ngư dân Việt Nam. Ông Salik cho biết những con cá mập bị săn trên tàu cá này đang được lưu giữ để điều tra. Các giới chức của Philippines vào chiều ngày 10 tháng 8 nói rằng các ngư dân Việt Nam này có thể sẽ bị truy tố tội người nước ngoài săn bắt cá lậu trong vùng biển của Philippines. Một người phát ngôn của Hội đồng Phát triển Biển Vũng Palawan nói rằng nếu những con cá mập bị săn được xác định thuộc loại hiếm hoặc có nguy cơ bị tuyệt chủng, thì các ngư dân Việt Nam này bị truy tố thêm về các vi phạm quy định bảo vệ động vật có tên trên sách đỏ. Người dân biểu tình chống ô nhiễm tại tỉnh Khánh Hòa. Thưa quý vị, người dân thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục biểu tình chống nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm tại địa phương. Một người chứng kiến vụ việc cho biết sự việc này đã diễn ra ở xã Ninh Ích từ năm ngoái cho tới năm nay mà chưa dứt điểm được, cũng như nhà máy xử lý rác thải gây ô nhiễm môi trường. Người dân đã biểu tình chống đối từ năm ngoái, năm nay lại tiếp tục, có nghĩa là chính quyền chưa xử lý rốt ráo, vẫn còn mùi hôi thối xung quanh. Dân cư sống ở đó rất đông. Ngày hôm qua thì người dân đã xuống đường nhưng không giải quyết. Người dân cho biết là công an 113 có mang súng tới nhà dọa nạt người dân nên họ bức xúc. Chịu không nổi nên sáng nay họ biểu tình tiếp tục. Về phía chính quyền không biết họ hứa hẹn thế nào. Có 4 người bị thương phải đi cấp cứu, trong đó có 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ. Tình trạng người dân phản đối nhà máy hay các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm tới mức không chịu nổi từng xảy ra tại nhiều nơi trên cả nước bấy lâu nay. Đức đã cho biết sẽ có hành động nếu như yêu cầu trả Trịnh Xuân Thanh không được phía Việt Nam đáp ứng. Đức vào ngày 9 tháng 8 cho biết đang xem xét những bước thực hiện sau khi Việt Nam không phản hồi Berlin về yêu cầu trao trả ông Trịnh Xuân Thanh mà Đức tin là bị nhân viên mật vụ Việt Nam sang nước này bắt cóc để đưa về nước. Một phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao của Đức vào ngày thứ Tư 9 tháng 8 được Reuters dẫn lời là người này lấy làm tiếc vì yêu cầu trao trả ông Trịnh Xuân Thanh của Berlin đưa ra chưa được Hà Nội phúc đáp. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Đức nói với báo giới rằng Đức từng hy vọng có cơ hội hàn gắn sau khi xảy ra vụ việc vi phạm trầm trọng luật pháp Đức và luật pháp quốc tế trong vụ Trịnh Xuân Thanh từ phía Việt Nam như vậy. Người phát ngôn này nói thêm là thật không may sự việc không diễn tiến như mong đợi, nên Đức đang xem xét những biện pháp có thể làm để cho đối tác Việt Nam thấy rõ rằng Berlin không chấp nhận hành vi từ phía Hà Nội vừa qua. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao của Đức đã nói rõ một vấn đề nghiêm trọng như vậy không cách nào để đóng lại được. Vị này không cho biết chi tiết những khả năng có thể xảy ra, nhưng nhấn mạnh rằng Việt Nam đã nhận một khoản viện trợ phát triển đáng kể từ Đức. Tượng đài ở Bắc Cạn đổ khiến một trẻ bị thương. Thưa quý vị, bức tượng nhỏ kim đồng trong cùng 5 tượng thuộc dự án tượng đài chiến thắng Bắc Cạn bị sập vào tối ngày 9 tháng 8, khiến bé trai Lường Văn Trân, 12 tuổi, bị thương ở chân. Nguyên nhân là do 3-4 trẻ em đùa nghịch làm sơ lệch bức tượng được làm bằng đá xanh này.
Công trình này là do Công ty Cổ phần Mỹ thuật Hữu nghị Hà Nội thiết kế và thi công với tổng kinh phí 14 tỷ đồng, bao gồm cả kiến trúc và mỹ thuật. Công trình chưa được nghiệm thu chốt khối lượng. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Cạn cho biết thêm rằng các bức tường được làm bằng đá xanh và được gắn vào nhau bằng keo. Các tường bị xô lệch do mưa nắng làm cho các lớp keo không kết dính nên bị đổ sập khi có tác động như vụ việc xảy ra vào tối 9 tháng 8 vừa qua. Cũng tin liên quan tới các công trình xây dựng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 sẽ dành chọn một ngày trong phiên họp thứ 13 diễn ra từ ngày 10 tới ngày 18 tháng 8 để tiến hành giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh và chuyển giao. Nhóm người thự bị Cambodia trục xuất về đến Việt Nam. Nhật báo Cambodia loan tin vừa nêu cho biết số 13 người bị trục xuất rời khỏi Phnom Penh vào sáng thứ Ba, ngày 9 tháng 8 và qua một đêm tại một ngôi làng cạnh đường biên giới hai nước. Nhật báo Cambodia trích lời bà Vivian Tan, đại diện báo chí của cơ quan cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc tại Cambodia, nói rằng chính quyền Việt Nam chở họ về làng ở Tây Nguyên. Bản tin của tờ báo Cambodia không nói rõ là những người thượng này nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu nào. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc nói rằng những người này tự nguyện hồi hương, nhưng thực tế họ không hề có ý định tự nguyện hồi hương. Báo Cambodia Daily dẫn lời thì 13 người thuộc một nhóm 36 người thượng đã đào thoát sang Cambodia vì bị bức hại về tôn giáo, cũng như là bị lấy đất canh tác không còn kế sinh nhai. Khi sang Cambodia, họ sống trong những khu tạm cư do Liên Hợp Quốc chi trả. Quá trình thanh lọc để xem họ có đủ tiêu chuẩn tị nạn hay không là được thực hiện bởi các viên chức nhà nước Cambodia chứ không phải của Liên Hợp Quốc. Kính thưa quý vị, rác ngập vịnh Hạ Long từ bờ tới biển. Dù đã thuê tới 3 công ty để thu gom rác và chế biến rác thải trên vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, nhưng rác vẫn cứ xuất hiện từ bờ biển cho tới các vùng xa ngoài vịnh. Đặc biệt, vùng ven bờ ngay trung tâm thành phố Hạ Long luôn tràn ngập rác. Theo phản ánh của báo Lao động trong nước, vào ngày 9 tháng 8, tại khu vực giáp ranh với quần đảo Cát Bà của Hải Phòng, rác là các mảnh phao xốp nổi trắng cả một vùng. Trong khi đó, thì dọc tuyến ven bờ mặt nước vịnh chưa bao giờ hết rác. Đặc biệt, vào những ngày mưa nước triều cường, rác vây kín nhiều khu vực, nhưng đợi cả ngày cũng không có đơn vị nào tới thu gom xử lý, mặc cho đây lại là tuyến đường du lịch, với lượng khách trong và ngoài nước qua lại nhộn nhịp. Bà Lê Thanh Hà ở phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long cho biết nếu như ở ngoài vịnh vừa rộng lại vừa xa thì cho rằng khó giải quyết. Đằng này rác ở ngay gần bờ, người dân và du khách chứng kiến hàng ngày, hàng giờ mà cũng chẳng thấy ai ra vớt hoặc dọn dẹp. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết Bắc Hàn sẽ hoàn tất kế hoạch tấn công đảo Guam vào giữa tháng 8. Đài truyền hình quốc gia KRT của Bắc Hàn vào ngày 10 tháng 8 đã loan tin giới hữu trách về quân sự của Bắc Hàn tới giữa tháng 8 này sẽ hoàn thành kế hoạch tấn công đảo Guam của Hoa Kỳ và trình lên cho lãnh tụ Kim Trinh Ân quyết định có thực hiện hay không. Bản tin chi tiết về cuộc tấn công nhắm vào Hoa Kỳ càng làm cho quan hệ giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ thêm căng thẳng. Trước đó, trong đầu tuần, Tổng thống Donald Trump cũng đã cảnh cáo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu như Bắc Hàn tiếp tục đe dọa Hoa Kỳ. Hãng thông tấn quốc gia KCNA của Bắc Hàn đã tuyên bố những lời đe dọa của Donald Trump là những lời vô căn cứ và quân đội Bắc Hàn sẽ đối phó bằng cách là tấn công đảo Guam để cảnh cáo Hoa Kỳ ngược lại. Được biết, dân số của đảo Guam hiện nay vào khoảng 163.000 người và ngoài ra trên đảo còn có một căn cứ quân sự với một biệt đội tàu ngầm, một căn cứ không quân và một lực lượng tuần duyên đồn trú. Trong khi đó, thì Nhật tuyên bố tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ về quốc phòng để đối phó với Bắc Hàn. Thưa quý vị, chánh văn phòng chính phủ Nhật Bản là ông Yoshihide Suga vào ngày 10 tháng 8 đã tuyên bố Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ để tăng cường các biện pháp củng cố quốc phòng, sẵn sàng đối đầu với các mối đe dọa từ Bắc Hàn. Ông Suga cho biết vào ngày 17 tháng 8, một hội nghị của Liên minh Hoa Kỳ-Nhật Bản đối phó với Bắc Hàn sẽ khai mạc song song với một hội nghị song phương giữa ngoại trưởng hai nước ở thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ. Chánh văn phòng Yoshihide Suga cũng cho biết thêm là Nhật Bản đã sẵn sàng đưa dân chúng đi di tản trong trường hợp Bắc Hàn tấn công một nước nào đó lân cận hay là tấn công đảo Guam của Hoa Kỳ, vốn là một nơi đón tiếp rất nhiều du khách người Nhật Bản hàng năm. Chính quyền Bắc Hàn trước đó trong cùng ngày và ngày 10 tháng 8 tuyên bố đã lập một kế hoạch chi tiết tấn công vào khu vực Thái Bình Dương gần đảo Guam của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, Hoàng Quân và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ, đời sống và giải trí.